Hi, chào mừng chị đã quay trở lại với kênh của Hùng, Phan Sĩ Hùng chuyên bất động sản nhiệt nhiệt đây. Như anh chị thấy, phía sau lưng Hùng đây chính là đầm thủy triều nha anh chị. Hôm nay Hùng muốn chia sẻ với anh chị năm lý do vì sao bất động sản Cam Lâm, đặc biệt điển hình ở đây là khu vực Bãi Dài ven đầm thủy triều lại đang hút các nhà đầu tư đến như vậy. Lý do thứ nhất đó là nằm ở tại vị trí chiến lược, con đường đi vô đất chính là con đường 30m kết nối trực tiếp từ quốc lộ 1A xuống tới trực diện đầm thủy triều. Yếu tố thứ hai, định hướng phát triển rõ ràng, đồng bộ, phù hợp với quy hoạch của huyện, của tỉnh. Cơ sở hạ tầng của vị trí đất này đấu kết nối cho nó hợp với hạ tầng của khu vực Bắc bán đảo Cam Ranh. Yếu tố thứ ba, hạ tầng thì chuẩn đô thị, như mọi người thấy đó chính là con đường đi vô đất, đây là đường nhựa 8m nha mọi người. Hai bên xung quanh đều có vỉa hè hết, có cây xanh, có đèn đường. Đèn đường ở đây là sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời nha mọi người. Đây chính là con đường trước màn hình mọi người đây. Đây chính là con đường 16m. Tất cả con đường ở đây là đều được kết nối lên thẳng quốc lộ 1A hết. 16m này kết nối trực tiếp ra con đường Đinh Tiên Hoàng luôn nhau mọi người. Yếu tố thứ tư, giá tốt so với thị trường 15-20%. Tất cả yếu tố thứ năm, tất cả ở đây đều có sổ đỏ từng nền. Thổ cư 100%. Quý anh chị nào quan tâm đến vị trí đất này xin hãy liên hệ với Hùng theo số điện thoại chạy bên dưới 0909 318 349 để Hùng có thể đưa mọi người đi tham quan vị trí đất. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.